Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình Aerobe đến từ một dự án MST nha các bạn. Có tên là Pastel này các bạn này. Ok, ở đây thì chi tiết của cái chương trình Aerobe này là để quảng bá rộng rãi cho việc ra mắt Pastel NFT Marketplace được xây dựng trực tiếp ở trên Pastel Network. Có nghĩa là cái này là một network riêng nha các bạn. Nó không phải là Binance Smart Chain hay là không phải Ethereum, mà nó là một network riêng của nó. Đấy, thì những cái kèo mà có network riêng ấy thì thông thường nó là những kèo khá là xịn nhá. Chúng tôi đang thực hiện một chiến dịch dành cho những người dùng phiên bản đầu tiên. Thì các bạn sẽ nhận được một Aerobe là 2.500 cái token PSL khi mà các bạn đủ điều kiện đăng ký hồ sơ. Và cái chiến dịch này nó sẽ bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021 và kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2021 nha. Đấy, các bạn chỉ cần điền vào cái biểu mẫu của nó và những người đủ điều kiện sẽ nhận được một email bảo mật kèm theo mã khuyến mãi hợp lệ và liên kết đến ứng dụng đấy, tải xuống. Đấy, có nghĩa là các bạn khi các bạn đăng ký xong thì chúng ta sẽ nhận được cái email của nó để chúng ta có thể tải xuống cái ứng dụng cũng như là nhập cái mã giới thiệu để có thể nhận được 2.500 token PSL nhá. Đấy, đây là một kèo Aerobe có thể nói là khá là tiềm năng và hấp dẫn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tham gia nhé. Các bạn tham gia vào biểu mẫu này, click vào biểu mẫu này. Sau khi các bạn click vào cái biểu mẫu của nó ấy, thì các bạn nhấn vào phần Continue. Đầu tiên chúng ta điền full name. Tiếp theo các bạn nhấn OK. Sau đấy các bạn điền email nhé. Sau đấy các bạn nhấn OK. Beta. Nó hỏi là chúng ta có đầu tư vào cái bản beta của nó không? Thì các bạn có thể trả lời Z. Tiếp theo. Dịch ra xem nào. Ok, thì chúng ta điền cả hai đi. Đấy. Bạn có bất kỳ kinh nghiệm hoặc phản hồi hiện tại. Ok, cái phần này các bạn có thể điền no, thank you. Hoặc là các bạn có ý kiến gì muốn feedback cho cái dự án này thì các bạn có thể viết tiếng Anh cho nó nhé. Đấy, biết đâu viết hay thì nó lại tặng thêm cho các bạn token hoặc là gửi thêm phần thưởng cho các bạn đấy. Đấy, các bạn nhấn OK này. Điền username của chúng ta vào. Sau đấy các bạn nhấn OK. Tiếp theo là Twitter username. Các bạn điền Twitter username của các bạn vào nhé. Bao gồm A còng ở phía trước cho mình. Sau đấy các bạn nhấn OK. Instagram. Nó hơi lòng ngoằng nhỉ. Các bạn điền username Instagram bao gồm A còng ở phía trước. Đấy, sau đó các bạn nhấn OK. Tiếp theo website URL. OK thì lấy đại một website nào đấy đi, không bắt buộc, không 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 quan trọng lắm đâu. Đây, mình lấy đại một cái website nhé. Submit lên. Tiếp theo nó sẽ yêu cầu chúng ta làm các nhiệm vụ follow Twitter. Các bạn nhấn vào. Các bạn nhấn follow cái trang tweet của nó. Sau đó các bạn quay trở lại. Và các bạn nhấn Ủa, đùa, hình như là chúng ta sẽ không không nhấn được kiểu dạng như thế rồi.
Sao nó lại reset tất cả những câu trả lời của mình nhỉ? Sau khi các bạn làm cái nhiệm vụ follow trang Twitter của nó thì là cái nhiệm vụ cuối cùng rồi nhá. Như vậy là cái form này nó đã đóng lại luôn. Thì chỉ cần làm cái bước đấy thôi thì là các bạn đã tham gia thành công vào cái chương trình Aerobe của cái dự án mạng Pastel này, nhận 2.500 cái token PSL. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về chương trình Aerobe. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.